tiêm kích Nga chặn anh tạc cơ Mỹ. Các tiêm kích Su-27 Nga chặn hai oanh tạc cơ B-1B của Mỹ trên biển Baltic và một UAV ở Biển Đen, buộc chúng tránh xa biên giới nước này. Ngày 24 tháng 10, Nga phát hiện hai mục tiêu bay trên biển Baltic đang hướng về biên giới. Một tiêm kích Su-27 đã được triển khai để nhận diện và chặn chúng xâm phạm không phận. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Tổ bay Su-27 xác định các mục tiêu này là hai oanh tạc cơ chiến lược B-1B của không quân Mỹ. Hai chiếc B-1B sau đó quay đầu và bay ra xa khỏi biên giới phía Bắc Nga tiêm kích Su-27 trở về căn cứ an toàn. Một tiêm kích Su-27 cùng ngày còn được triển khai để xác định và chặn một UAV Global Hawk của không quân Mỹ trên Biển Đen hướng về biên giới phía Nam Nga, Moscow cho biết thêm. UAV Mỹ đã quay đầu rời đi sau đó. Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin. Nga và Mỹ từng nhiều lần triển khai oanh tạc cơ hoặc trinh sát cơ áp sát không phận của nhau. Máy bay hai bên luôn chạm mặt trong các nhiệm vụ này, nhưng thường tiếp cận và giám sát chuyên nghiệp, an toàn.